Để tôi kể cho các bạn nghe. Hôm qua tôi nằm mơ bị biến thành người tí hon, sau đó thì bị lạc vào Vương quốc kiến. Đang đến cái đoạn đi săn cùng đàn kiến hào hứng thì tự nhiên mẹ tôi gọi tôi dậy. Sáng nay đang ngồi tiếc thì tự nhiên tôi lại tìm được một tựa game giống y hệt như là giấc mơ của mình. Tựa game này có tên The An Underground Kingdom, tên tiếng Việt là Vương quốc kiến. Theo tôi tìm hiểu thì thấy là game này có đến hơn 35 triệu lượt tải trên toàn thế giới. Game có hơn 60 triệu người chơi trên thế giới, lọt danh sách doanh thu hàng đầu tại hơn 100 quốc gia, chứng tỏ độ uy tín cao. Thế nên là tôi đã tải về để chơi thử. Và tôi đã tìm thấy giấc mơ của đời mình. The An Underground Kingdom là trò chơi di động chiến lược mô phỏng theo chủ đề kiến và côn trùng đầu tiên trên thế giới. Trong The An Underground Kingdom, bạn sẽ là người cai trị kiến tối cao để thu thập tài nguyên. Bạn thậm chí còn lãnh đạo nữ hoàng. Bạn sẽ huấn luyện đội quân kiến tinh nhuệ, phát triển thuộc địa, tạo liên minh, bảo vệ chống lại kẻ thù và xây dựng thuộc địa kiến cho riêng mình. Trò chơi khôi phục cuộc sống thực của loài kiến và bạn có thể trải nghiệm môi trường sống thực sự của chúng. Đồ họa phải nói là chất lượng. Đây anh em nhìn nè, mấy con kiến trông rất là thực tế luôn. Có siêu nhiều chủng loại kiến trong game luôn nhá. Bạn hoàn toàn có thể ấp, nuôi dưỡng và sau đó biến chúng thành một đội quân siêu khủng. Có đội quân kiến hùng mạnh rồi thì các bạn hoàn toàn có thể cho chúng đi giao lưu võ thuật thông qua các trận chiến với sinh vật hoang dã, tham gia PvP hoặc chiến đấu liên server. Anh em còn có thể tự tay thiết kế cái đội kiến của riêng mình nữa. Và cũng xin chia sẻ một vài kinh nghiệm cho anh em mới chơi nhá. Hãy ưu tiên nâng cấp kiến tàng của anh em đầu tiên, bởi vì nó có rất nhiều tùy biến kèm theo. Tiếp theo, hãy xây dựng một đội quân kiến thật hùng mạnh để bảo vệ kiến tàng. Sau đó, khi đội quân mạnh rồi, anh em mang chúng đi để săn những sinh vật lớn hơn, thậm chí săn đi cả con người luôn. Hiện tại, The An Underground Kingdom đang có sự kiện tặng quà cực kỳ khủng khiếp. Anh em chỉ cần đăng nhập vào game, sử dụng mã code An8888 đang hiện ở trên màn hình đây, anh em sẽ nhận được rất nhiều phần quà có giá trị: 15 trứng dị hóa cao cấp, 35 trứng dị hóa thường, đủ cho anh em tạo một quân đội hùng mạnh. Hàng quá thơm luôn, vào húp nhanh không hết anh em ơi. Link tải game tôi sẽ để ở bên dưới phần mô tả cũng như là bình luận để cho tất cả anh em có thể tải được game. Và chúc anh em sẽ có một trải nghiệm thật tuyệt vời với The An Underground Kingdom. Tải Vương quốc kiến hoàn toàn miễn phí. EvoWar có chế độ mới à? Nghe nói chế độ mới này hay lắm à? Ok, để tôi vào kiểm tra xem nhá. Ai à, đây này, càng quay à? Bây giờ có chế độ chơi dành riêng cho FA. Đấy, for FA. Tức là chỉ FA là được chơi chế độ này thôi. À không phải, free for all à? Tôi lại cứ tưởng là for FA. Như hôm nay quan trọng là tôi vào tôi thử chế độ team cơ. Đường vào team em ôi băng giá. Nào để tôi thử xem nào. Vừa vào cái là anh em mình đứng top 7 à. Tôi đang là đội xanh các bạn ạ. Đội của tôi đang là đội xanh. Rồi ok. Có vẻ như là chiến thuật vẫn là đi ăn cái này và sau đó anh em mình đánh mấy thằng đội đỏ thôi đúng không? Không có cái gì khác biệt lắm nhỉ. Nào bây giờ đội đỏ nó ở góc dưới. Ok. À có cả cái con boss màu xanh luôn. Ghê. Tức là mấy cái con này nó sẽ bảo vệ đội mình. Wow. Cái gì đây? Em còn nhỏ cay ơi. Đùa cay thật sự ạ. Tôi còn bé, tôi vẫn còn non nớt mà vừa vào một cái các anh đã quất tôi như thế thì tôi gạt rồi. Cú sốc đầu đời. Tôi bị bắt nạt anh em ơi. Chưa bao giờ tôi chơi EvoWar mà tôi bị bắt nạt như lần này. Tôi bắt đầu cay rồi đấy, tôi bắt đầu nổi nóng rồi đấy. Bật chế độ hardcore này. Mày chết đi rồi ơi, cay ạ. Cho xin cái tuổi. Mày bướng, bắt đầu lấy lại danh dự cho đội đỏ. Có tôi vào là thế trận nó phải khác ngay đúng không ạ? Làm gì có cái chuyện lên level đây này. Bây giờ cứ cái con boss nào vớ va vớ vẩn là anh em mình thịt luôn nhá. Đây lên level nữa này. Ok, mắt chột. À quên, không phải chột mà là một mắt anh em ơi. Một mắt rồi. Bây giờ là tôi sẽ đi vỉa những cái con to ở bên đội đối phương để cho những anh em yếu thế ở bên mình là có cái thời gian để mà quất cái bọn kia đúng không? Đấy, châu bò lượn gà rồi. Thế đây. Bò tái. Đây. Đội xanh bắt đầu là cân bằng giới tính rồi đây. Ok, bây giờ tôi sẽ cố gắng. À, bây giờ mình là bò tơ rồi.
Bò to rồi. Hello. Trời ơi, trời ơi. Đẹp thế nhở? Không để ý. Tình hình là bên mình là cũng có mấy thanh niên khá là khỏe đấy, nhưng mà tôi thấy là vẫn chưa giúp được gì nhiều cho đội nhà. Rồi, ok. Rồi, ok luôn. Rồi, ok, đây là thiên thần rồi. Thiên thần gãy cánh rồi. Ui dồi ôi, thằng bên mình à. Tôi cứ phải chém trước anh em ạ. Tại vì tôi không nhìn được là nó là màu đỏ hay là nó là cái màu gì hết. Thế là anh em mình cứ phải thịt nạc trước. À, là... à, trượt. Trượt anh em ạ. Cái ui, đỏ bên này của nó đông tê nhờ. Đông thực sự luôn. Ở dưới đông lắm. Ở dưới này đông lắm. Ok, mình xin. Đấy rồi, chim lỏ. Chim lỏ. Ôi, á, chim lỏ. Lỏ. Có vẻ như là cái thời gian hồi chiều ở đây là nó nhanh hơn. Nó nhanh hơn anh em ạ. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bây giờ thằng này mà nó chỉ cần à, nó chỉ cần chém bạn mình cái rồi là anh em là tôi lao vào ngay. Mày này, vớ va vớ vẩn. Chạy đấy, chạy đấy. 3000 mốt à. Ôi trời ơi, trượt. Đuổi đấy. Đuổi đấy. Ôi trời ơi, cả hai kiếm đều trai rồi. Trai. 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 Băng. Bướng với anh à. Bướng với anh à. Bướng à. Đấy rồi. Tôi cảm nhận được sức mạnh của mình rồi. Wow, hồn lưu. Wow. Ôi, level 30. Ôi ai. Kiếm ngắn quá. Ok, vẫn cứ là ngon. 2006, 2009 à. Cố lên nào. Bây giờ anh em mình phải thịt được những cái con level to và không cho nó tiến sang đánh con boss ở bên mình. Đấy. Chiến thuật của tôi là như vậy, chứ còn tôi sẽ không lao vào đánh boss đâu. Đánh boss sẽ có nhiều anh em khác đánh rồi. Bây giờ tôi sẽ lo là thịt mấy cái thằng to kia để cho chúng nó không làm được gì đội mình nữa. À, né ngay. Né ác chứ còn gì nữa. Được rồi. Tiếp tục đây. Vừa nãy suýt thì lên được level khủng vãi cả trưởng ra rồi. Phí thật. Suýt nữa anh em ạ. Suýt thì tôi đã có thể lên được là cái level 30. Hơi tiếc một chút. Thằng nào đây? Thằng này là bên mình đúng không? Ok, thằng này là bên mình. Rồi, đây rồi, level 29 rồi, suýt lên level 30 ạ. Thế mà lại mất chuỗi cày thật sự. Nhưng mà không sao, tôi vẫn cố gắng được. 10 phút, 9 phút rồi. Bây giờ là một trong hai bên là phải bảo. Đây rồi, sắp level 30 nơi rồi. Level 30 rồi. Bây giờ mà lên level max thì có phải ngon không? Rồi, lưỡi hái tử thần. Bắt đầu là đi nope. Bắt ui giời ô. Bắt đầu đi hái. Bắt đầu đi hái từng em một. Nhào rô à? Mày quay lại đây. Mày quay lại đây. Mày quay lại đây. Ôi ôi. Nè hè. Nhào rô. Nhào rô. Ôi ôi. Ôi rồi ôi. Không chạy kịp ạ. À. Mày này. Còn 200 điểm ạ. À. Mày này. Mày này. Ôi ôi. Chạy. Ôi rồi quay lại chém mà không kịp ạ. À. Bàn vừa nãy hơi cay nên là anh em mình quyết định chơi lại đi các bạn ơi. Vào sau muộn quá rồi. Không kiểu như là giành thế thượng phong được. Thế nên là anh em mình chơi lại tí nhá. Đây. Bắt đầu đây. Bắt đầu tôi phải lên chuẩn bị chém mấy cái con boss ở bên đội đỏ. Tôi vẫn là đội xanh các bạn nhá. À, anh em mình lên chém mấy con boss đội đỏ. Để nó tấn công đi nào. Cố lên. Bây giờ phải lao lên đội đó đã. Sợ gì đúng không? Sợ gì chúng nó? Mà tại sao lại chưa thấy con boss nào hiện ra lại từ quán nào? Bắt đầu là để cái chỗ này là nó giai đoạn căng thẳng này anh em ơi. Đoạn này đông lắm luôn ấy. Chúng nó tụ tập ở đây. Chém loạn xì ngậu hết cả lên. Tôi bây giờ mới đang top 12 thôi. Phèn thực sự. Chơi solo gần như lúc nào cũng top 1. Mà chơi cái này không bao giờ vào được nổi top 10. Thế mới cay chứ đệ. Ủa ôi bên nó đông thế. Bên nó đông quá anh em ơi. Ok.
Ôi ôi, chỗ này nó cứ loạn hết cả xì ngậu đây anh em ơi. Nhưng mà đánh nhau này, chém nhau này mới sướng. Ôi đó, trượt. Ôi rồi ôi, chưa hồi kêu. Cái này nó rất là thú vị. Đầu tiên là nó chém nhau khá là loạn xạ. Và cái thứ hai là khi mà nó đông quá ấy, tôi không thể để ý được là mình đã hồi chiêu hay chưa. Tôi chỉ muốn lao vào chém thôi. Hào hứng thật sự. Nhưng mà ít nhất thì cũng phải lên được cái level khủng khủng tí chứ nhở. Cái gì kìa? Pop Pro, VIP Pro. Em ơi, anh đây em ơi. Anh đây, đừng chém. À đúng rồi, mày là đội anh mà, đúng rồi. Ừ, chuẩn. Ui, chết rồi, thằng nào chém Pop Pro, VIP, VIP Pro, thằng nào chém em tao. Thằng nào chém em tao rồi. Thằng nào chém em tao rồi. Level 27 đây. Ôi, chạy. Ui ôi, loạn xì ngậu quá anh em ơi. Loạn hết cả lên rồi. Loạn. Loạn quá, chứ chả biết chém thế nào cả đây rồi. Ôi dồi ôi, loạn quá. Hồi kêu. À, chửi bậy à. Đang mất dậy. Được rồi, bình tĩnh rồi, bình tĩnh rồi. Có thằng ở bên dưới nó vẫn đang đi lùa tôi đấy. Đấy, ok. Có thằng màu xanh ở bên dưới nó vẫn đang đi lùa tôi. Sợ phết đấy. Nào, chạy đấy. Ôi dồi, trượt. Hồi hộp thế nhỉ. Bình tĩnh thôi. Nào, không có thằng nào yểm trợ à. Đội xanh đâu hết tôi? Đội xanh của tôi đâu hết tôi? Level 29 rồi đây. Top 7, top 8 gì đấy. Rồi, top đối với tôi là không quan trọng nữa. Bây giờ là quan trọng nó phải là đội mình giành được chiến thắng. Phải là đội giành được chiến thắng. Đấy mới là... Ôi ôi, thằng kia nó nhanh thế nhỉ. Cái thằng đấy nó nhanh thật. Trong một cái đám quá là đông, tôi không thể để ý được mấy cái thằng con đấy. Cố lên anh em ơi, cố lên. Giành chiến thắng đi. Cái thằng pro này, sao lại chém tao? Tao cùng đội với mày cơ mà. Lú đấy. Đấy là hậu quả của cái gì đấy? Disconnect. Trời, bao nhiêu công sức, bao nhiêu là cái sự cống hiến. Đến khi mà đội gần thắng được rồi thì disconnect. Tại sao lại disconnect đúng cái lúc này? Tại sao lại disconnect đúng cái lúc mà đội tôi chuẩn bị thắng? Trời ơi, dội vai cả trưởng ra luôn thề. Đấy, dội đến cái mức là tóc nó lại rủ xuống như này. Thôi được rồi, chắc là video này tôi sẽ kết thúc ở đây. Đang hăng máu mà tự nhiên lại disconnect. Mà lại đúng cái lúc mà tôi chuẩn bị thắng. Đúng cuộc đời chớ trêu. Khó chịu nó bực mình. Thôi được rồi, hẹn gặp lại anh em ở tập sau. Hôm nay là tôi đã vào thử chơi cái chế độ mới của Evowar.io và đã nhận được một cái kết vô cùng đắng. Nhưng phải nói là cái chế độ mới này tôi thấy là hay. Nếu như sau này mà Evowar.io mà ra thêm được một cái chế độ nữa, là cái chế độ như kiểu là 100 thằng vào chém nhau loạn xạ xong rồi tìm ra thằng sống sót cuối cùng nhỉ. Ờ thế thì nó sẽ khá là thú vị. Đấy rồi, đấy là tôi hy vọng là như vậy. Chứ còn Evowar.io có làm hay không thì tôi cũng không biết. Và nếu như mọi người thấy thích con game này, hãy ủng hộ tôi một cách nhấn like cho video và đăng ký kênh Pop Pro nhá, để giúp tôi sớm lên được 1,7 triệu người đăng ký. Cảm ơn anh em vì đã xem video này. Thế còn bây giờ thì bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.